Rời trung tâm thành phố Đà Nẵng, đoàn chúng tôi lên đường đến với thiên đường Bà Nà Hills. Nhiều người vẫn ví Bà Nà như Đà Lạt của miền Trung hay Sapa của miền Bắc. Chỉ cách Đà Nẵng khoảng 16 miles, nhưng tại đây lại có thời tiết lạnh quanh năm. Thậm chí vào những hôm mây nhiều thì cả Bà Nà như được phủ một màu trắng xóa của sương mờ. Đến đây, việc được tản bộ bên cạnh những đám mây khiến chúng ta ngỡ như mình đang lạc vào cõi tiên bồng. Mọi ồn ào, náo nhiệt của thành phố đã lùi lại phía sau, đường lên Bà Nà là cả một không gian tĩnh lặng, trong lành, chỉ còn lại tiếng gió đuổi nhau trên những tán cây, tiếng chim hót véo von và tiếng suối chảy róc rách hòa cùng nhau tạo thành bản tình ca trong trẻo của núi rừng. Càng lên cao, không khí càng trong lành, mát dịu. Lên cao hơn, Bà Nà dần ẩn hiện trong những đám mây trắng đục, cao ngất chìm trong mây trời. Có được đặt chân đến nơi này, chúng ta mới cảm nhận được sự hùng vĩ của núi non trùng điệp, sự lãng mạn phiêu bồng của mây núi, hòa quyện và sự kỳ thú của thiên nhiên hoang dã nơi Bà Nà. Bà Nà Hills thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đây là một ngọn núi cao nhất khu vực miền Trung và cũng là một trong những núi đẹp nhất Đà Nẵng. Cùng với Ngũ Hành Sơn và núi Sơn Trà, với khí hậu ôn hòa, mát mẻ, nhiệt độ trung bình khoảng 50-65 độ F. Đến với Bà Nà, du khách không chỉ tận hưởng không khí trong lành, xanh mát, sạch đẹp mà còn được ngắm nhìn nhiều cảnh quan tuyệt vời. Ngoài ra, chúng ta còn được chiêm ngưỡng hệ thống cáp treo đã đạt 4 kỷ lục thế giới, sẽ đưa du khách từ đồi Vọng Nguyệt băng qua khu rừng nguyên sinh để đến với khu du lịch Bà Nà. Cáp treo Bà Nà được xây dựng đúng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo Châu Âu theo công nghệ của Áo. Toàn tuyến cáp treo có 22 trụ với 94 cabin, công suất phục vụ là 1.500 khách một giờ. Thời gian đi từ ga đi đến ga đến hoặc ngược lại là khoảng hơn 15 phút với vận tốc là 20 feet một giây. Theo xác nhận của Hiệp hội Cáp treo Thế giới thì tuyến cáp treo này đã lập 2 kỷ lục Guinness Thế giới. Đó là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới và có cao độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới. Cáp treo Bà Nà không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách lên xuống mà còn là một sản phẩm du lịch rất hấp dẫn. Bà Nà nhìn từ cáp treo là một bức tranh hoàn mỹ, đầy màu sắc với bốn bề mây phủ điệp trùng. Ngồi trên cabin cáp treo lơ lửng giữa lưng chừng mây, nhìn xuống bạt ngàn núi rừng phía dưới, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh núi rừng, thác nước, rất hùng vĩ, ngoạn mục. Vẻ nguyên sơ của những cánh rừng nguyên sinh, những tán cây rộng lớn, từng đàn bướm tung bay, gió thổi vi vu cùng hương thơm thoang thoảng của các loài hoa sẽ mang đến cho du khách cảm giác phiêu lưu đầy lý thú như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Đến với Bà Nà, một điểm tham quan mà chúng ta không thể bỏ lỡ đó chính là hầm rượu Đi Bay. Vì được thiết kế nằm sâu trong lòng núi nên nhiệt độ trong hầm rượu thường khoảng từ 60-68 độ F và là nhiệt độ lý tưởng cho việc cất giữ các loại rượu vang. Hầm rượu Đi Bay được người Pháp xây dựng xuyên vào lòng núi trên đỉnh Bà Nà từ những năm 1923. Sau thời gian bị bom đạn chiến tranh tàn phá, hầm rượu độc đáo này đã được phục dựng và đưa vào khai thác phục vụ du khách.
Hầm rượu đi bay là một công trình kiến trúc vô cùng đặc sắc, được đào sâu vào trong lòng núi, dài khoảng 328 feet, cao 82 feet và rộng gần 7 feet. Bên trong còn có các hầm cất giữ, hầm chân cất, khu vực bar, lò sưởi và sảnh. Từ năm 1919 đến năm 1938, người Pháp đã cho xây dựng hàng trăm ngôi biệt thự, bệnh viện, bưu điện ngay trên đỉnh Bà Nà để phục vụ nhu cầu nghỉ mát của các quan chức, sĩ quan quân đội Pháp, thương gia Pháp và cả những người Việt giàu có. Đồng thời, họ đã cho xây dựng hầm rượu đi bay nhằm cất giữ các loại rượu và đặc biệt là loại rượu vang nổi tiếng được coi là quốc hồn quốc túy được mang từ Pháp sang. Độc đáo nhất là vách hầm được xây bằng đá núi và vữa làm từ hỗn hợp đường và nhựa cây bời lời, một loại cây mà chỉ có ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng. Vòm của hầm được làm hình vòng cung để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối. Đó chính là những lý do mà cho đến ngày hôm nay hầm rượu đi bay vẫn tồn tại thách thức với thời gian trong khi hàng trăm ngôi biệt thự đã trở thành phế tích. Hầm rượu đi bay là công trình duy nhất của người Pháp còn lại khá nguyên vẹn tại Bà Nà. Và cứ như thế, Bà Nà đã vẽ lên một bức tranh tiên cùng với rừng nguyên sinh đổi màu, bản lãng trong sương, trăm loài hoa lạ và quý hiếm, đua sắc cùng những giai điệu êm dịu, vương vấn trên những con đường tình yêu của một ngôi làng mang đậm phong cách cổ châu Âu đầy tinh tế. Vì được sở hữu khí hậu hội tụ bốn mùa trong một ngày, cảnh quan Bà Nà biến đổi kỳ ảo khiến vùng núi phía tây của thành phố biển miền Trung luôn quyến rũ vô cùng. Thú vị hơn cả là lên Bà Nà ngắm cảnh từ độ cao gần một miles ấy, nhìn về phía đông chúng ta sẽ không gặp bất cứ một vật cản nào. Tất cả trải rộng dưới chân, từ đồng bằng Hòa Vang đến những dãy đồi lúp xúp của Hòa Cường, Hòa Trung, Sơn Phước. Bà Nà cho phép người ta thu vào trong tầm mắt cảnh quan của cả một vùng, non xanh nước biếc đẹp đến ngỡ ngàng. Bà Nà, nơi hội tụ vẻ mông lung, lãng mạn của tạo vật, chút hoài cảm gạch ngói rêu phong của thời gian và sự tham dự có ý thức của con người vào cái đẹp. Từ trên đỉnh Bà Nà nhìn về Đà Nẵng, con người như cảm thấy mình có được một cuộc sống khác, tận hưởng được những hạnh phúc khác, những thứ mà cuộc sống náo nhiệt thị thành không bao giờ biết được. Rời Bà Nà, chuyến hành trình về miền Trung đầy nắng gió còn vô vàn điều thú vị ở các chặng đường tiếp theo. Kính mong quý vị sẽ đón xem theo dõi những điều lý thú ấy ở các tập phóng sự tiếp theo cùng những danh thắng mang nét đẹp ngỡ ngàng của một vùng đất miền Trung quê ta.
Tiếp tục trong chuyến hành trình rong ruổi các thắng cảnh miền Trung, thì lần này đoàn chúng tôi quyết định dừng chân tại một điểm tham quan không thể không tới của Đà Nẵng, đó chính là non nước Ngũ Hành Sơn. Danh thắng Ngũ Hành Sơn nằm giữa một địa thế tuyệt đẹp, từ biển Mỹ Khê kéo dài đến bán đảo Tiên Sa. Đây là một quần thể gồm 5 ngọn núi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và được bao bọc quanh mình bởi rất nhiều huyền thoại khác nhau. Dưới cái nắng vàng nhẹ nhẹ của một buổi sáng ngày nắng đẹp, Ngũ Hành Sơn hiện ra như một bức tranh vừa nên thơ, vừa hùng vĩ, vừa có chút gì đó lặng lẽ như cuộc sống chân chất của người dân quê nơi này. Không gian thơ mộng, cảnh trí bản lãng sắc màu cổ tích đã mang lại cho Ngũ Hành Sơn một sắc thái thần tiên. Sử sách ghi rằng gần 200 năm trước, vua Minh Mạng đã từng vi hành đến vùng đất này. Ông du ngoạn thưởng lãm khắp các danh thắng và đặt tên cho núi, cho các hang động, chùa chiền. Và cũng không ai biết những cái tên Ngũ Hành Sơn, Huyền Không, Hóa Nghiêm, Lăng Hư, Tàn Chân, Vân Nguyệt, Thiên Long đã làm nhà vua phải suy nghĩ mất bao nhiêu thời gian. Theo kinh dịch thì ngũ hành tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là những yếu tố cấu thành vũ trụ. Con số 5 là con số quan trọng trong tư duy và trong đời sống của người phương Đông. Trong sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy thì 5 ngọn núi Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Thổ Sơn đã hàm chứa những vẻ kỳ bí dị thường. Những núi này do bị nước mưa và khí hậu xâm thực, xói mòn đã tạo ra những hang động với rất nhiều hình thù kỳ lạ. Các ngách đá tạo ra vẻ lấp lánh trên thạch nhũ với vô số hình hài khác nhau mà du khách có thể cảm nhận theo trí tưởng tượng của riêng mình. Riêng ở động Quan Âm, nhiều thạch nhũ tạo ra những hình tượng Phật rất độc đáo. Trong đó khối thạch nhũ tạo thành tượng Quan Thế Âm Bồ Tát rất hoàn hảo, đẹp hơn bất cứ pho tượng nào do thợ điêu khắc tạc nên. Trong động Quan Thế Âm còn có bộ tam khí nhà Phật gồm chuông, trống, mỏ bằng đá mà đánh vào nghe vang âm cả hang động. Cuối động là hồ nước mát trong lạnh và ngọt quanh năm, được gọi là hồ nước Cam Lồ. Nhiều ngôi chùa khác trong quần thể chùa Ngũ Hành Sơn cũng lưu giữ nhiều hiện vật thuộc tín ngưỡng dân gian và Phật giáo, mang đậm dấu ấn của các thời kỳ lịch sử dân tộc. Ngoài ra, trên những vách đá rêu phong, du khách đến đây còn có thể tìm thấy những bút tích đề thơ, vịnh cảnh của các thi nhân từ thời Trần Lê. Từ vọng Giang Đài trên ngọn Thủy Sơn, ta có thể nhìn con sông Trường Giang chảy xanh biếc trong hoàng hôn, hoặc đứng trên vọng Hải Đài, dõi nhìn bãi cát trắng chạy dọc theo chân sóng, phóng tầm mắt bao quát phong cảnh với mây bay, gió thoảng, những làn sóng nhẹ xô đuổi vào bờ cát trắng. Đến với Ngũ Hành Sơn, chúng ta không chỉ được hòa mình vào không gian của những lễ hội, của phong cảnh hữu tình, của những làng nghề nhộn nhịp, mà còn có được một kỳ nghỉ dưỡng lý tưởng bên bãi biển non nước. Ngũ Hành Sơn được ví như hòn non bộ khổng lồ giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Cùng với Bà Nà, Sơn Trà thì nơi đây được xem là điểm dừng chân hấp dẫn đối với khách du lịch mỗi khi đến với miền Trung trên hành trình khám phá các di sản thế giới. Chẳng ai biết Ngũ Hành Sơn có từ bao giờ, nhưng dù có trải qua bao cuộc bể dâu thì Ngũ Hành Sơn vẫn sừng sững, vẫn hiên ngang như chính con người nơi đây.
thật khó có thể tưởng tượng ra giữa vùng đồng bằng che chở cho cuộc sống người dân nơi này. Ngũ hành sơn làm cho du khách như rũ sạch bụi trần, thoát vòng tục lụy, đi vào chốn bồng lai tiên cảnh. Bên cạnh những giá trị văn hóa tâm linh đã góp phần làm nên sự kỳ ảo và hấp dẫn cho nơi này, thì một khi đã đến, chúng ta sẽ chẳng thể nào quên. Rời danh thắng Ngũ Hành Sơn hùng vĩ, chúng tôi đến ngay với phố cổ Hội An.